đi rừng công chiều ban ngày, đi rừng có mấy con ví dụ như Lila cũng khỏe nè, Vivo cũng khỏe nè, chung là bản này là nhiều con khỏe lắm, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn anh em một vài con mà anh em chỉ cần chơi mấy con đó thôi cho bảo đảm anh em là hút chạy lên liếm tóm một cái lộn lên hệ bị đuôi, nó bị đuôi nó không thấy đường đâu, nó không thấy đường đâu, đúng rồi nó không thấy đường đâu. Trời ơi, lát QR nó bị cái gì vậy? Người Việt Nam mình không có dở. Con này nó bị được bút quá, nó không còn giới hạn sát thương 80 nữa mà giờ là 200, đó là ngon. Bây giờ nói chung là con này farm rất là lẹ. Chết luôn. Người già nên chơi mấy con mà kiểu tay chân á ít hoạt động, chứ bây giờ mấy ông mà kêu tôi chơi mấy con mà bay nhảy quá li xin đi li này nó chơi không nổi mấy ông. Anh Sôn ơi, là anh Sôn, anh ổn mà, anh ổn không vậy? Anh ổn không vậy, anh ra kén. Nè, nè, đứng đây nè. Nè, thấy không, thấy không? Ây da, quý hộp mà ơi.
Ghê vậy. Anh đang trường ơi, sao anh ở ngoài anh không giết tụi nó mà anh làm gì vậy? Nó mạnh điên luôn á, con này nó mạnh, nó mạnh lắm luôn á mọi người. Mà nó lấy cái điểm này tôi không thích nha. Con này bây giờ phải lấy cái mưa kiếm á, đau lắm, phải phật phật phật. Né lưu kiếm mà lên full chí mạng, bắn qua cái tụi nó trường AD là bắn lại. Bấm đứt chạy thẳng lên. Ba cái là chết, ba cái là chết. Tăng chứ chưa. Chơi cho gác nó tù quá. Má tù thiệt. Trong khốn khổ vậy. Không kịp làm gì nó đâu. Không có con nào CC đó, mình chồng CC vô là nó tù lắm. 727 sẽ chuẩn rồi. Nhưng mà mấy ông thấy nó bắn tôi không? Tù độn, đừng độn, tù độn. Anh này đầu mùa mà chưa gì anh phá game rồi. Để ngày mai tôi kiếm một cái content vậy anh em ơi. Chứ hôm nay tôi thấy tôi tù á. Đánh cũng tù mà chim cũng tù đó. Ok anh em nha anh em. Chứ hôm nay tại đây rồi. Bye bye anh em nha.